Xin chào thầy và các bạn, em tên là Phạm Phước Mẫn, mã số sinh viên 1414190. Em học lớp thực tập vi xử lý triệu tư. Hôm nay em xin trình bày về bài tập hãy giao là hãy mô phỏng lại mô đun 3 hai lít đơn với giao tiếp với bit 18F4550. Trước tiên chúng ta phải hiểu về sơ đồ khối của vi điều khiển bit 18F4550 giao tiếp với các mô đun. Chúng ta trong bộ thí nghiệm chúng ta sử dụng 6 mô đun ngoại quy gồm có mô đun 4 led 7 đoạn, mô đun 32 led, mô đun LCD GLCD, mô đun 3 led ma trận, mô đun 8 led 7 đoạn quét, mô đun booster relay motor. Thì số chân của con bit 18F4550 không đủ để kết nối với tất cả các mô đun. Vì vậy chúng ta phải sử dụng hai con IC chốt hay là hay hanh ghi dịch hay còn gọi là hanh ghi dịch 74HC573 để mở rộng chân kết nối của con bit. Thì chúng ta sẽ sử dụng 7 chân của bọt D của bit 18F4550 kết nối với 74HC573. Ở đây hai con 74HC573 sẽ mắc song song để tạo ra được 12 chân. 12 chân. Đó, từ 7 chân ta mở rộng ra được 12 chân. Đặc biệt là các chân S, SD0, SSCK của con bit sẽ nối trực tiếp với các mô đun. Đây. Trực tiếp với các mô đun. Sơ đồ nguyên lý kit vi điều khiển đã giải thích chi tiết trong giáo trình thực tập vi điều khiển bit 18F4550. Hoạt động của hai IC chốt thầy đã trình bày trong buổi học trước, ở đây em sẽ không có giải thích lại. Chúng ta sẽ vô phần chính này, sơ đồ giao tiếp bọt D của bit 18F4550 với hai IC chốt chốt mở rộng. Chúng ta sẽ tập trung vào phần led 3, vào mô đun 32 led đơn. Các chân kết nối sử dụng RD0 đến RD7 kết nối với 74573. Hai chân chỉ cần hai chân ngõ ra của con 74573 chúng ta điều khiển được 32 led đơn. Để điều khiển 32 led đơn, chúng ta phải sử dụng tới 4 hanh ghi dịch 74HC595. Lý do là do mỗi con 74HC595 chỉ điều khiển được 8 led đơn. Vì vậy phải cần 4 con. Và được 4 tín hiệu gồm có SD0, SSCK, hai tín hiệu này là của con bit. Còn RCK 32 led đơn với G 32 led đơn là của con 74573. Đây là sơ đồ kết nối. Các con IC74HC595 sẽ nối tiếp với nhau để tạo ra được 32 led đơn. Cái chân QH của ngon nhất sẽ nối vào chân SR của con 2. Tiếp tục mà nối cứ thế mà được vô cứ thế mà kết nối 4 con lại với nhau. Đây sơ đồ nguyên lý. Rồi lưu ý đây là led đơn thì mức 1, led sáng, mức 0, led tắt tùy theo mô đun. Để rút ngắn thời gian em đã kết nối sẵn các chân. Này chúng ta sẽ sử dụng bit. Các linh kiện gồm có 74HC573, 74HC595, led 3, GAPS. Lý do lấy này là do chúng nếu chúng ta lấy từng led đơn ghép lại với nhau thì rất là tốn nhiều linh kiện. Sử dụng Dash 3 cho nó đơn giản thì có 4 cái thôi. 10 led lận nhưng mà chúng ta sử dụng mỗi cái 8 cái thôi. Còn hai chân này để chống. Sử dụng bit, sử dụng điện trở với lại điện trở 16 đi bit chơi nguyên này cho lẹ luôn. Thì như sơ đồ chân kết nối chúng ta sẽ kết nối thôi. Về phần lấy linh kiện chúng ta sẽ bấm vào chữ B đây.
Ví dụ lấy bit thì chúng ta sẽ đánh chữ bit 18 F 4 5 5 0 sẽ ra đây, bao lít lít chuột vào, bấm vào thì sẽ ra được linh kiện. Muốn xóa thì bấm đây, delete. Tương tự, còn về cái này thì chúng ta sử dụng bớt để nối lại cho nhanh. Ở đây em đã nạp cái chương trình mà điều khiển 8 led sáng tắt, em sẽ chạy thử này, 8 led sáng tắt. Phần trình bày của em đến đây là hết. Cảm ơn thầy và các bạn đã theo dõi. Chào thầy và các bạn.